Theo như dự tính thì sẽ sinh vào tháng 7, cũng trùng cái tháng mà Kubi đã sinh. Thế nhưng mà do là cái công việc của Thi cũng như là cái thời gian hoạt động nó bị nhiều quá thì cũng không nghĩ là Anna lại ra sớm mất một tháng. Thành ra là lúc mà Anna mới sinh thì được có 1 ký 9. Như thế thì bệnh viện thì đương nhiên là không thể cho em bé về nhà được. Anna buộc phải nằm trong lồng kính 21 ngày ở trong bệnh viện. Một ngày thì mẹ chỉ có thể đến gặp Anna được 15 phút, tức là buổi trưa và buổi tối để cho bé bú. Thậm chí bé cũng không bú và phải vắt sữa ra để cho em bé bú. Sau đó thì Anna được các bác sĩ chăm sóc rất là tận tình. Anna cười đấy. Anna cười nhỉ. Khi mà con được ba mẹ đón về nhà, lúc đó là con mới được có 2 ký 2. Và từ đó cho đến nay thì Thi và Hiền cũng như là ông bà cố gắng chăm sóc bé. Trời ơi, đứa nào đấy, cô ba cười chả thấy tổ quốc đâu cả. Ba mẹ mới đi làm về nha. Ở nhà ngoan không? Nhà có ngoan không nè? Hả? Nga ơi, sao đi mới có 2 ngày mà lạ ba vậy hả? Lơ ba luôn tao ơi. Mới đi công tác có mấy ngày mà lơ ba luôn kìa. Anna ơi. Cái điều mà Thi mong muốn cho Anna sau này á thì Anna thứ nhất là lớn lên phải làm em bé khỏe mạnh, thứ hai là cũng muốn con mình là một cô bé thông minh và dễ mến. Trời ơi! Vàng bạc cho bác già. Bác già. Bác già. Tròn 1 tuổi, bé lớn tròn 4 tuổi đứng ở đây được anh chị em bạn bè, cô bác họ hàng đều ngồi đây và như thế này thì cảm thấy đây mới thực sự là tình cảm của mọi người dành cho con cả Thi và Hiền. Không có một lời nào để có thể nói lên được cái tình cảm của này cả, nhưng mà một lần nữa cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người và cũng mong là chúng ta sẽ có một buổi tiệc là vui. Và bây giờ mình có thể cùng nâng ly và hát một câu happy birthday được không ạ? Happy birthday Anna, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Anna. Hey, hey, Na ơi, làm gì á? Đi đây với ba. Đi đây. Đứng giữa tường mấy tháng rồi đi bộ ra đây. Nghe đây. Ừ. 1 tuổi rồi đi bộ ra đây. Đứng còn không vững nó còn nhấc một chân nữa.
con đứng dán gì cục nha. Hả? Chơi chơi chơi. Đứng lên, đứng lên. Không ngồi xuống, đứng lên.
Mỗi một lần mà mình đi công tác thì thực sự là mình rất là nhớ con, nhớ da diết luôn. Ngày xưa đi công tác nhiều, tuần nào mình cũng đi, và mỗi một lần đi là Kobe sẽ chặn ở cửa. Thì bây giờ Anna cũng vậy. Bé biết là ba mẹ sẽ đi công tác, và mỗi lần mình soạn vali thì Anna thường vào và ngồi vào cái vali và chờ, hoặc là có thể giúp mẹ soạn quần áo, gấp quần áo, mặc dù cái hành động đó thì bé chưa ý thức được là đâu là gấp và đâu là phá. Bé cũng hỗ trợ ba mẹ soạn vali, và cái điều đấy làm Thi cảm thấy rất là thương con. Và mỗi một lần mà bước ra khỏi cửa là mình đều phải trốn, chứ mình ít khi dám trước mặt con mà mình xách vali đi ra khỏi. Tại Thi sợ nhất là bé có một cái ấn tượng đó, vì sau bé cảm thấy rất là sợ hãi và sẽ sinh ra một cái tính là phòng hờ và luôn luôn phải có một cái cảnh giác đối với ba mẹ, thì đó là điều không nên. Cho nên là mỗi một lần đi làm hoặc là đi công tác thì Thi và Hiển đều để trong lúc con ngủ, hoặc là để cho ông bà bế bé đi chơi chỗ khác và ba mẹ bắt đầu đi công tác. Và nói thật là mỗi lần đi công tác thì nhớ con vô cùng, không dám gọi điện về cho con, tại nhìn mặt thôi là đã nhớ rồi. Có thể nói đến bây giờ Anna vẫn chưa chịu ăn nhiều, Anna thường xuyên là bú sữa và ăn cháo. Và từ việc tắm rửa cho bé cũng không phải là dễ dàng, bởi vì bé thích thì mới làm, còn không thì bé sẽ thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt là giấc ngủ của Anna thì nó không được tròn trịa trong những cái giấc ngủ giống như là anh Kobe. Thiêu rồi. Anh chú đang gục ngã rồi. Mình còn sớm lắm, đừng có đi ngủ được không? Dậy đi chơi đi. Sao vậy? Sao? Bé hơi khó tính. Khó nào? Phải chuông em nha, không có nhường em không? Đấy sợ rồi, đây trả về vị trí địa phương rồi. Anna ngủ không nhiều và thường xuyên là thức giấc, cho nên là ba mẹ phải vỗ về. Nói chung là nuôi Kobe dễ bao nhiêu thì nuôi Anna sẽ khó bấy nhiêu. Dù mẹ hy sinh tất cả, cứ mỗi đêm là mẹ nguyện cầu, cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu cho con của mẹ lớn khôn, dù thân xác mẹ dần héo hon, tiếng khóc đã chẳng thể thành lời, mẹ sẽ gói chặt vào tim, lặng ôm con rồi mẹ tâm sự với đêm. Đã không? Đã. Anna cũng giống Kobe, rất là thích nhảy múa. Bé có thể nghe nhạc và nhảy mọi lúc mọi nơi. Biệt là khi nghe nhạc buồn hay là nghe nhạc nhẹ nhàng, bé còn phiêu theo cơ. Cho nên đây cũng là những cái mà năng khiếu của con nhất định thì có thể là theo gen ba mẹ. Con có cha, mẹ cần con lớn lên an lành, dù mẹ hy sinh tất cả, cứ mỗi đêm là mẹ nguyện cầu, cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu cho con muốn à mẹ lớn khôn, dù thân xác mẹ dần héo hon, tiếng khóc đã chẳng thể thành lời, mẹ sẽ gói chặt vào tim.
Khi mà Anna mới sinh ra và đến khi mà 1 tuổi thì Anna tính hơi kỵ tính và Anna không biểu lộ, cho nên là mẹ hay đặt cho Anna một cái nickname là thần sầu. Nhưng mà về sau thì mẹ nghĩ là không, mình phải làm cho con mình vui tươi hơn. Và rõ ràng là Anna cho đến gần 2 tuổi thì bé bắt đầu vui vẻ và bé hòa nhập với mọi người và bé biết giao lưu hơn, thì lại có một cái gì đó rất là sang chảnh nên mẹ cũng hay đùa gọi Anna là mợ chảnh. Và đúng là mợ chảnh thật. Anna mỗi lần mặc quần áo đẹp là bé kiêu kỳ, và mẹ bảo cười thì cười với một trạng thái rất là sang chảnh. Cái mong muốn của Thi sau này dành cho Anna đó chính là mong con mình sẽ lớn lên khỏe mạnh và biết yêu thương gia đình. Thi cũng mong muốn là bé có một ngoại hình rất là dễ thương. Còn việc nối nghiệp ba mẹ hay không thì bản thân Thi và Hiền đều mong muốn là ba mẹ biết nghề gì thì con cũng biết nghề đó. Nhưng mà ngoài ra thì vẫn muốn con nối nghiệp ông bà. Và quan trọng nhất là con phải ngoan và học giỏi đã.